Được. Ta bắt đầu các bạn nhé. Xin kính chào các bạn ở Gia Lai. Trước tiên, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Xin được gửi tới các bạn nữ là cán bộ quản lý trường phòng sở về giáo dục tiểu học. Các bạn nữ đang là các thầy giáo, cô giáo đứng lớp. Sức khỏe, niềm vui và hoàn thành tốt cái công cuộc đổi mới sắp tới về sách giáo khoa toán. Sau đây thì thay mặt nhóm tác giả, tôi sẽ trình bày một số những cái nét đặc trưng của sách giáo khoa toán lớp 5, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Thời gian khoảng 30 phút, cho nên chúng tôi chỉ xin nói những cái đặc trưng nhất của bộ sách. Về tài liệu thì các bạn là sẽ có cái tài liệu mà nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ gửi cho các sở, các tỉnh và đưa lên mạng. Trên cái bài giới thiệu hôm nay của tôi trong thời gian 30 phút thì tôi co lại 5 điểm thôi. Điểm thứ nhất là sách giáo khoa kết nối toán 5 đã quán triệt và thể hiện đầy đủ phù hợp những điểm mới khác biệt của chương trình sách giáo khoa theo cái chương trình 2018. Điểm thứ hai, để các bạn nếu có không có tài liệu thì các bạn cứ ghi mấy cái đầu dòng, sau đó thì ta sẽ đọc tài liệu sau. Cái điểm thứ hai tôi muốn nói là cái đặc trưng của sách giáo khoa toán của bộ kết nối lớp 5 ấy là cấu trúc toàn bộ nội dung theo mạch kiến thức, chủ đề, bài học, tiết học. Điều này là khác với sách hiện hành. Điểm thứ ba là cấu trúc riêng một bài lên lớp ấy, hay là một bài học trong sách toán kết nối cũng thay đổi và khác biệt so với hiện hành. Đó là cấu trúc theo khám phá, hoạt động, trò chơi, luyện tập. Điểm thứ tư là sách giáo khoa kết nối toán lớp 5 xây dựng một tuyến nhân vật để cùng đồng hành trong suốt 5 cuốn sách. Và điểm thứ năm là hệ thống bài tập trong sách giáo khoa toán năm mới đã thay đổi từ cách cấu trúc đến cách tiếp cận về phương pháp dạy học. Về điểm 2, 3, 4 thì các bạn nào đã dạy sách kết nối từ lớp 1, 2, 3, 4 thì không có vấn đề gì thay đổi cả. Thế thì tôi tập trung nói vào điểm thứ nhất nhé. Thì các bạn lắng nghe một chút như này. Là sách giáo khoa toán lớp 5 bộ kết nối đã thể hiện những cái thay đổi về nội dung trong chương trình của toán năm mới. Tôi dẫn chứng luôn những cái này, các bạn lắng nghe là chính này. Tôi lấy ví dụ là ở toán tiểu học nó có ba cái tập số
mà chúng ta đã học từ chương trình cũ, đó là tập số tự nhiên, tập phân số và tập số thập phân. Thì ba cái tập số này thì số tự nhiên, số thập phân thì không thay đổi mấy. Nhưng tập phân số thì có thay đổi một chút. Thì tôi nói cụ thể này vì liên quan lớp 5. Ở chương trình cũ thì toàn bộ phân số học ở lớp 4 cũ. Sang lớp 5 mới thì không đề cập nữa mà chỉ nêu vài cái dạng phân số thập phân và hỗn số để chuẩn bị cho số thập phân. Thì ở chương trình 2018 thì nó có một cái chi tiết thay đổi này để các bạn lớp 5 để ý cho. Là khi dạy phép cộng trừ nhá. Thôi nhân chia thì không nói tới. Khi dạy phép cộng trừ hai phân số thì chương trình tiểu học mới chia làm hai đoạn. Các bạn nhớ hồi này là cộng trừ hai phân số mà mẫu số này chia hết mẫu số kia. Ví dụ 3 phần 5 cộng trừ với 2 phần 13, 15 chẳng hạn nhé. Tôi xin nói chẳng hạn 3 phần 5 cộng trừ với 2 phần 15 thì 15 chia hết cho 5. Đấy, thì học ở lớp 4 mới. Nhưng cộng trừ 2 phân số mà mẫu không chia hết cho nhau. Ví dụ 3 phần 5 cộng trừ với 2 phần 11 chẳng hạn. Tức là 11 không chia hết cho 5. Thì lại học ở lớp 5 mới. Như vậy có thể nói này nhé. Các bạn dạy toán năm mới ấy, thì phải dạy tiếp cộng trừ phân số với hai mẫu số bất kỳ, chia hết cũng được mà không chia hết cũng được. Thì đó là cái khác ngày xưa. Tại sao dạy như thế nào thì đến tập huấn mới nói được, giới thiệu tôi chỉ nói là đấy là một khác biệt. Một ví dụ thứ hai mà các bạn cần quan tâm nhất là các bạn dạy lớp 5 sắp tới này, là khi dạy tỷ số và tỷ số phần trăm chương trình cũ này, tôi xin mở ngoặc này, chương trình cũ và sách cũ, chính tôi là một trong các tác giả viết từ năm 2000. Thực chất là cái hồi đó là chúng tôi là trưởng phòng tiểu học của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội. Thế được bộ mời là trong hội đồng biên soạn sách năm 2000. Thì tôi cùng với thầy Hoan và thầy Hiệu ở bộ trực tiếp là tác giả cùng với một số thầy giáo khác. Thì tôi nói rất kỹ này này. Tỷ số và tỷ số phần trăm chương trình cũ giải quyết như sau. Tỷ số học ở lớp 4 cũ. Tỷ số phần trăm học ở lớp 5 cũ. Nay chương trình 2018 lại thay đổi hoàn toàn như này, là tỷ số không học ở lớp 4 mới. Tóm lại này, các bạn dạy học sinh lớp 5 sắp tới này này, từ năm sau đấy, thì nhớ rằng là học sinh các bạn tiếp cận là chưa học tỷ số, bởi vì chương trình mới không học tỷ số ở lớp 4 mới mà dồn sang lớp 5. Tức là gì? Các bạn dạy lớp 5 mới sẽ dạy tỷ số và tỷ số phần trăm
vào một nội dung. Điều này ở sách kết nối chúng tôi đã xử lý trọn vẹn ở một bài gồm hai tiết, tức là tỷ số và tỷ số phần trăm được giải quyết vào một bài hai tiết ở sách kết nối với tinh thần mới của chương trình mới là tỷ số phần trăm chẳng qua là trường hợp đặc biệt của tỷ số. Ví dụ 3 phần 4 là tỷ số, nhưng quy bằng 75%, tức là nhân cả tử và mẫu với 25 ấy, thì 3 nhân 25 là 75, 4 nhân 25 là 100, thì 75% là tỷ số rút gọn 3 phần 4. Nhưng vì mẫu là 100 cho nên 75 trên 100 được gọi là tỷ số phần trăm. Thì cái bài kết nối đó chúng tôi giải quyết như thế, khác hẳn với chương trình và sách giáo khoa cũ nhé. Sách giáo khoa cũ là tỷ số học lớp 4 hết đi, đến sang tỷ số phần trăm lại học ở lớp 5. Đây là cái móc xích rất quan trọng thay đổi. Như chúng tôi khi viết sách thì thấy sự thay đổi này là rất tốt. Nó làm cho vấn đề tỷ số được rõ hơn, tỷ số phần trăm được rõ hơn, và đặc biệt nhé, đặc biệt là những bài toán liên quan. Tìm hai số biết tổng và tỷ, tìm hai số biết hiệu và tỷ, tính tỷ số phần trăm, tìm giá trị phần trăm của một số, vân vân. Những bài liên quan đó ngày xưa mình hay gọi là toán điển hình thì học ở lớp 4, tổng tỷ hiệu tỷ. Thì nay nhé, toàn bộ những bài toán tôi nêu tên rồi học ở lớp 5 mới tất, cho nên lớp 4 cũ được giảm tài. Nhưng sang lớp 5 tuy gộp lại nhưng vẫn là giảm tài, bởi vì nó có cái quan hệ giữa tỷ số và tỷ số phần trăm. Các bạn đọc sách kết nối sẽ thấy cái giải quyết của chúng tôi đã đầy đủ phần này. Một ví dụ nữa là chương trình mới khi dạy các phép tính trên số tự nhiên, trên phân số và trên số thập phân thì đã nêu thêm một cái tính chất rất cơ bản của phép toán mà bấy lâu nay ở tiểu học Việt Nam chưa học một cách chính thức, đó là tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng. Chúng ta chỉ cho học sinh học như này là tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, không nêu tên là tính chất phân phối. Nhưng có một cái bài ở lớp 5 và lớp 4 cũ ấy, là nhân với một số với một tổng, nhân một số với một hiệu, thì nhân với một hiệu thì không phải là tính chất phân phối. Cho nên là tính chất phân phối ở chương trình 2018 mới được học chính thức cùng với tính chất giao hoán kết hợp. Bộ ba tính chất này mới là cái tính chất cốt lõi của phép toán trên tập số tự nhiên, tập phân số, tập số thập phân ở tiểu học. Vậy riêng lớp 5 nhé, khi học số thập phân thì các phép tính cộng trừ nhân chia số thập phân được học như sách hiện hành, nhưng có thêm vận dụng tính chất phân phối để khi làm những bài toán biểu thức, tính giá trị biểu thức, hoặc là những bài toán mà sách kết nối đặt tên là bài toán giải bằng cách thuận tiện. Ngày xưa thì gọi là tính nhanh hay tính hợp lý gì đó, thì chúng tôi dùng cái thuật ngữ là bằng cách thuận tiện, được hiểu là như thế. Do đó nhé, kỹ thuật tính hay cách tính ở chương trình mới giảm hẳn so với chương trình cũ. Do đó sang lớp 5
Điều này lớp 4 kết nối chúng tôi giải quyết rồi, xin đến lớp 5 giải quyết tiếp này. Là khi nhân chia số thập phân với số thì chỉ nhân chia số thập phân với số dạng như này nhé, 0,AB để nhân với phần nguyên là 0, phần thập phân là 2 chữ số, hoặc A,B tức là phần nguyên 1 chữ số, phần B 1 chữ số. Khi các bạn dở sách ra, các bạn nhìn thấy không có phép chia nào liên quan đến 3 chữ số, không có phép nhân nào liên quan tới nhân với 3 chữ số. Điều này không phải là viết thiếu, mà điều này là chương trình 2018. Bỏ đi, chỉ dạy đến nhân chia với số 2 chữ số ở lớp 4. Do đó chuyển sang số thập phân cũng chỉ nhân chia 2 số có dạng là 0,AB và A,B. Nhiều cái tính toán phức tạp chuyển sang máy tính cầm tay. Vậy máy tính cầm tay ở lớp 5 mới, chúng tôi xây dựng riêng một bài ứng dụng nhiều hơn trước và được sử dụng linh hoạt nhiều hơn trước. Bởi lẽ các bạn biết rồi, mai trong cái thời đại này thì cái tính bằng thủ công ấy, nhiều cái không giải quyết được. Nhưng nó sẽ chuyển sang cái gì nhé? Nó chuyển sang một cái nội dung hết sức là mới ở tiểu học. Đó là làm tròn và ước lượng số. Cái nội dung này xuyên suốt từ lớp 2 kết nối, lớp 3, lớp 4 kết nối đã giải quyết. Nhưng chỉ giải quyết trên tập số tự nhiên. Thì lớp 5 làm cái gì? Lớp 5 là tiếp tục ước lượng làm tròn số trên tập số thập phân. Và ở sách kết nối giải quyết ở hai cái bài như này: làm tròn số thập phân đến số tự nhiên gần nhất, làm tròn số thập phân đến số phần 10, đến hàng phần 10, đến hàng phần trăm. Các bạn cũng không lo lắm khi tôi nêu các bạn cảm thấy có nhiều vấn đề thay đổi. Nhưng tất cả những cái thay đổi này đã được giải quyết trong sách kết nối lớp 5 về môn toán. Các bạn cứ dở quyển toán 5 lớp kết nối, các bạn thấy là giải quyết rất là nhẹ nhàng, chứ không phức tạp đâu. Hợp lý, phù hợp với chương trình, nhưng cả hợp với nhận thức của trẻ nữa. Đấy, tôi xin nói cái điều này là về thống kê xác suất là mới hoàn toàn rồi. Về học và đo lường cũng có nhiều cái mới. Nhưng mà đến tập huấn chúng tôi sẽ nói thêm. Vì những cái mới của hình học và đo lường thì lại gắn với số học như tôi vừa nói. Nhưng ở hình học và đo lường thì tôi chỉ nêu một ý thôi. Là chương trình mới thay đổi nhá. Cái này mới quan trọng là cái quan niệm khi dạy hình học và đo lường ở tiểu học thì thiên về thực hành trải nghiệm, thiên về giúp học sinh cân đo đong đếm, chứ không đi vào khái niệm biểu tượng phức tạp như trước. Chẳng hạn những cái đơn vị rất là không cần thiết ở tiểu học nhé, chứ tôi không nói là cả trung học đâu. Thí dụ như decagram, hectogram, decamet, hectomet là không học ở lớp 5 đâu, cũng như ở các lớp khác. Nhưng nó thêm vào nhiệt độ C như là nhiệt độ cơ thể, nó thêm độ góc, thí dụ góc 45, góc 70 độ, góc 40 độ chẳng, thì được đo bằng thức đo góc hẳn thôi, thì điều đó lại là bổ sung so với chương trình cũ. Thì tôi để thời gian nhiều để nói cái kết luận như này. Cái điểm đầu tiên đặc trưng nhất mà sách giáo khoa lớp 5 kết nối, nếu các bạn sử dụng nó là các bạn đã được yên tâm giải quyết toàn bộ những cái mới, cái thay đổi, cái khác biệt so với sách hiện hành toán 5, so với cái chương trình 2000. Và chúng tôi đã giải quyết toàn bộ. Còn thực hiện dạy như thế nào thì đến tập huấn
mới có dịp trao đổi được. Bây giờ tôi sang các đặc điểm thứ hai. Nếu ai đã dạy sách kết nối thì không có gì lạ cả. Đó là toàn bộ nội dung toán 5 theo chương trình 2018 đưa vào sách toán 5 kết nối theo mô hình 3 mạch kiến thức. Chúng tôi chia ra 12 chủ đề. 12 chủ đề chúng tôi chia ra là 75 bài học. 75 bài học chúng tôi chia ra đến 175 tiết học. Tức là dở sách ra là biết cách dạy một tiết, biết cách dạy một bài và biết cách dạy một chủ đề thay vì là theo chương mục như sách hiện hành. Nó có được tốt hay không thì các bạn kiểm nghiệm. Nhưng chúng tôi đảm bảo rằng 1, 2, 3, 4 đã theo cái mô hình này và đã được thừa nhận. Tóm lại, đặc trưng thứ hai của sách toán 5 kết nối là xây dựng thiết kế theo 3 mạch kiến thức, 12 chủ đề, 75 bài học, chia làm 2 tập. Tập 1 học kỳ 1, 6 chủ đề, 35 bài học, 90 tiết. Tập 2 là 6 chủ đề, 40 bài học và 85 tiết. Với các tỷ lệ đã được quy định trong chương trình, thí dụ bao nhiêu phần trăm về số, bao nhiêu phần trăm về hình học đo lường, bao nhiêu phần trăm về yếu tố thống kê xác suất và đặc biệt bao nhiêu phần trăm về hoạt động trải nghiệm, thì sách chúng tôi đảm bảo đầy đủ. Một cái đặc điểm tiếp theo, hay chúng tôi gọi là một đặc trưng tiếp theo, nếu gọi tên thì nó là số 3. Đặc trưng này thì chúng tôi đã biến thành coi như đặc sản, tức là chỉ có sách kênh chúng ta. Đương nhiên là chúng tôi nói là sách giáo khoa toán tiểu học bộ kết nối, chứ còn có thể những môn khác có thể làm. Một bài học khi mở sách giáo khoa toán 5, các bạn thấy là một bài học dạy trên lớp thì được dạy theo tiết. Thì mỗi một bài học gồm 4 thành tố. Thành tố 1 là khám phá, chúng tôi có logo của robot nhìn ống nhòm. Thành tố 2 là hoạt động, có logo của robot quay bánh xe răng cưa hoạt động. Một thành tố thứ 3 là trò chơi, có logo robot đang quay aerobic. Thành tố thứ 4 là luyện tập, có logo của robot đang ghi chép trên vở thực hành. Cái vở này cũng có thể như là hoạt động trải nghiệm. Các logo này dở ra từ sách toán 1 kết nối cho đến toán 5 kết nối là như nhau. Thực chất dạy như thế nào là phải đến tập huấn. Nhưng chúng tôi chỉ khái quát với các bạn Gia Lai nhé, vì các bạn cũng ở vùng khó khăn. Nhưng bây giờ Gia Lai cũng phát triển rồi, vì đã có dịp chúng tôi vào Gia Lai, Kon Tum, Buôn Ma Thuột trong những dịp tập huấn sách 1, 2, 3, 4 kết nối. Thì các bạn hình dung này, một bài học chúng tôi chia ra hai phần. Phần 1 gọi là hình thành kiến thức mới, chúng tôi đặt là khám phá. Phần thứ hai nó như là một ngăn thuốc ấy. Tôi chia làm ba ô. Cái ngăn này tên chung là vận dụng thực hành trải nghiệm, nhưng ở mức độ tường minh trực tiếp chúng tôi đặt tên là hoạt động. Ở mức độ nâng cao phát triển mở rộng chúng tôi đặt là luyện tập. Ở mức độ là vừa chơi vừa học tạo hứng thú chúng tôi đặt tên là trò chơi. Tất cả những cái đặt tên này là nó như là cái quy ước của sách kết nối, và chúng tôi sẽ có một cái bản để giải thích, chứ không mang tính chất là khái quát cho tất độ dạy học ở các môn. Đến tập huấn thì chúng tôi mới có thể nói được nên dạy thế nào và mức độ ra sao. Tôi lấy ví dụ như trò chơi nhé, thì trò chơi không phải trò chơi ngoài giờ đấy, mà ở đây là trò chơi toán học được học
trong tiết học nhưng lại phát triển theo nhận thức của trẻ. Chơi lớp 1 có 10 đến 15 trò chơi, nhưng đến lớp lớp 1 có 15 16 trò chơi, nhưng lớp 2 có 10, lớp 3 4 tôi xin nói lại, trò chơi phát triển theo nhận thức, lớp 1 2 là khoảng 15 trò chơi, lớp 3 khoảng 10 trò chơi, lớp 4 5 khoảng 5 6 trò chơi đấy. Đặc điểm thứ tư mà chúng tôi nói, vì các bạn nó đã dạy kết nối là biết rồi. Tức là trong bộ sách kết nối mà chúng tôi viết như vậy là 7 năm, khoảng 7 năm rồi, từ năm 2017 cuối năm khi tiếp nhận cái chương trình mới là từ ban hành 2018, chúng tôi đã xây dựng một cái tuyến nhân vật đi vào bộ sách toán tối, mà có lẽ chỉ bộ toán kết nối mới có tuyến nhân vật này, cùng với sự minh họa giữa có bộ ý tưởng, chúng tôi biến cái bộ sách toán kết nối như là bộ anh để các con, các cháu tiểu học tiếp cận với Nam Mai Việt là ba bạn học ở lớp, tiếp cận với My là em gái của Mai. Như vậy chúng tôi vừa kết hợp là tình bạn lại cả tình thân gia đình nữa. Đặc biệt thêm nhân vật nhanh nhẹn, thông minh hoặc bát láo lỉnh. Nhân vật này sẽ là gợi ý để giáo viên tiếp cận với kiến thức mới, giúp học sinh tiếp cận trong kiến thức mới. Robot là cầu nối để giúp các bạn liên kết với nhau, tương tác với nhau trong học tập, trong cả các bạn vùng miền. Thí dụ khi liên những vùng miền Tây Nguyên thì năm bạn này sẽ có những hoạt động như là múa, tham gia cơ hội đốt hình ảnh hay hình ảnh Tây Ninh, hay là hình ảnh ở vườn cột cờ lũng cũ ở Hà Giang ấy. Tức là miền nào các bạn này cũng đến tham gia để gắn liên kết. Thì cái tuyến nhân vật này thì các bạn dạy 1, 2, 3, 4 quen rồi. Thậm chí chúng tôi học sinh và các thầy cô giáo ở 10 năm, ở khoảng 10 tỉnh 9 năm qua, thì ta cứ nói là thầy có robot chứ gì, có các em chứ gì. Đấy, tức là cái tuyến nhân vật này nó trở thành một cái thương hiệu ở sách kết nối. Và điểm cuối cùng thứ năm, tôi chỉ nêu tên mà không thể nào chốt được, tức là cái đặc trưng sách kết nối là chúng tôi xây dựng một hệ thống các bài tập. Hệ thống này hàng trăm bài, nhưng theo tiếp cận của định hướng đổi mới cách dạy, và đặc biệt theo tiếp cận phát triển năng lực trẻ ở mức độ nhé, tôi vẫn nói phải ở mức độ phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, chứ không phải phát triển năng lực tư duy theo kiểu người lớn. Nó thì đến tập phân tích được, nhưng chỉ có một gợi ý nhỏ này, mỗi bài toán đều là giúp học, giúp do có thể sửa chữa để phù hợp với vùng miền, phù hợp các trẻ nhận thức. Và riêng lớp 5 nhá, riêng lớp 5 là nó chốt lại lớp cuối cấp tiểu học, cho nên cái tính hệ thống, tính khái quát của cái vấn đề này rất rất là rõ. Thì tóm lại là cái điểm thứ năm này phải là dành để tập toán tự nhiên. Như vậy khi cầm quyển sách kết nối toán lớp 5 thì các bạn sẽ hiểu một chút mà hôm nay tôi nói được trong khoảng thời gian rất ngắn, đó là cái mới như thế nào, kết nối giải quyết trọn vẹn sách. Các bạn cứ yên tâm mà giờ sách là thấy cấu trúc nội dung cả cuốn, cấu trúc nội dung từng bài, cấu trúc nội dung hệ bài tập đều theo tinh thần của kết nối.
đã làm, và có một tuyến nhân vật năm này là năm đây. Hết. À, vâng, tôi xin